Còn tại vùng chuyên canh bưởi năm roi ở thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long, sản lượng bưởi Tết năm nay dự báo giảm mạnh trong bối cảnh chỉ còn hơn 3 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán. Diện tích trồng bưởi năm roi tại thị xã Bình Minh có thời điểm đạt hơn 2.000 ha, nhưng đến nay diện tích giảm chỉ còn hơn 570 ha. Ngoài giảm cơ học về diện tích, một số vườn bưởi già cỗi được người dân cải tạo, chuyển đổi sang cây trồng khác. Diện tích, sản lượng đều giảm, giá cả vật tư nông nghiệp, nhân công cao. Song nghịch lý là giá bưởi năm roi lại không cao, nên nhà vườn dè dặt đầu tư bưởi bán Tết.